loa JBL Authentic 200. Thì đây là cái mẫu loa mới nhất của nhà JBL dòng Authentic. Thì đây là cái sản phẩm series, nhưng mà con này nó có đặc biệt là 300 có pin, 500 không pin. Con này lại không có pin, nên là nhiều người bị lãng quên đó các bạn. Sản phẩm Authentic này được phân phối và bán chính hãng bởi Phúc Giang. Các bạn mua hàng, các bạn lưu ý phải có tem như thế này nha. Ok, bây giờ mình sẽ đọc chưa ra để cho các bạn xem rồi sản phẩm này như thế nào. Thì cái sản phẩm này giá mới nhưng ít, hình như là tới gần 80 mấy rồi. Mình sẽ để giá trên màn hình nha. Rồi, trong hộp chúng ta sẽ có một cái quyển xác nhận sử dụng được gói trong cái phần giấy. Thì tất cả các hãng hiện nay thì hầu như họ đang hướng tới là bảo vệ môi trường. Thay vì bọc trong ni lông thì họ sẽ bọc trong túi vải, khá là xịn sò. Thì khi mà các bạn mua hàng mới chính hãng chưa đọc hộp thì cái phần logo, tem, tiết độ là nó sẽ như thế này, nó sẽ chưa được có bóc ra. Và các bạn thấy là họ đóng gói rất là kỹ ha. Đây, loa của chúng ta, đây là JBL Authentic 200, dòng loa nhỏ nhất của dòng Authentic. Và chiếc loa này chúng ta có thể là có thể nhìn thấy được cái viền chạy Authentic sau by JBL ha. Thì Authentic là cái series được năm 1946, khá là lâu. Và đây là hình như là những đề khá là lâu rồi, họ tái sinh lại thôi và hướng tới dòng retro hiện đại mà cổ điển đó, đậm chất Mỹ. Ở trên thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có thể chỉnh được bass với treble ngay trên màn hình luôn, và chúng ta có thể chỉnh được trên app hoặc là ngoài này. Tăng giảm volume, play power, bluetooth, hoặc là trái tim này là chúng ta có thể đeo wifi. Rồi, ở phía sau của chúng ta thì trong tất cả các list series thì chỉ có cái mã sản phẩm Authentic 200 này. Con này thì ở phía sau thì chúng ta có thể thấy như thế này, chúng ta lột ra ha. Họ dán hơi chặt một tí xíu nha, nên là bị dính đây. Còn các bạn nào muốn thì để nguyên, các bạn bục lên thế này. Mình đâu có demo trưng bày ở nhà đâu. Rồi, ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái cổng, một cổng là Internet, cắm LAN vô, AUX, USB để cập nhật phần mềm chứ không phải để nghe nhạc nha. Power, hết, như vậy thôi. Nút gạt, mút hoặc in, thế này còn có Google. Chiếc loa này có Google nha các bạn. Rồi, thì chiếc loa này về kích thước thì bề ngang của nó rơi vào khoảng tầm đâu đó 20. Còn về dài của nó khoảng tầm đâu đó 30. Chiều cao cũng khoảng tầm đâu đó 20. Khá là nhỏ gọn các bạn ha. Để phù hợp với một cái căn phòng tầm khoảng tầm từ 30 mét vuông đổ về, khá là ok. Thì để coi mình tháo mặt lưới ra. Thì khi mình tháo mặt lưới trước ra thì khá là dễ dàng. Ở trong lưới thì sẽ như thế này ha, khá là cứng cáp. Rồi, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một củ loa. Các bạn thấy là họ làm cái gân này rất là ok luôn, nhìn rất là xịn sò. Mình xin phép là nhấn vô nha, loa này mình demo nó không sao hết. Mình nhấn vô, các bạn thấy ha, cái màn rất là đã luôn. Thì chúng ta sẽ có hai cái củ loa giải hai bên, một củ loa bass, và chúng ta sẽ có một màn cộng hưởng gần như là giống với là con Authentic 500. Thì đây là dòng loa cắm điện để bàn ở nhà, nên là con này sẽ có cái củ màn cộng hưởng phía dưới. Sorry, cái con Authentic 500 là cái củ loa nguyên, củ loa sub nằm dưới nha, sub điện luôn, chứ không phải sub cộng hưởng. Khá là to ha. Rồi, ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ mở nhạc, connect test thử cho cả nhà xem cái con Authentic 200 này như thế nào ha. I'm holding on the rope, got me 10 feet off the ground.
tâm. Unbox, test thì cũng như thường lệ thôi, nhưng mà kết thúc thì có mặt mình ở đây. Thì nói chung là bữa giờ cũng có rất nhiều bạn ở trên kênh của mình nói là mất chất là nó tạo ra cái kiểu. Thì thật sự đây là cái kênh Nguyên Hàng từ đó tới giờ thì mình luôn luôn đưa ra những cái sản phẩm mới, ngày xưa cũng vậy, Vifa rồi Liberton, rất là nhiều mẫu mới về review cho các bạn. Ở đây mình muốn là so sánh trực tiếp, có thể là lo tàu với là lo ta lo tây nó sẽ như thế nào, JBL Joyce Max hay là như thế nào, giữa JBL Joyce Max nó có nhiều khoảng cách với nhau thương hiệu hay là về chất lượng âm thanh. Ở đây mình đang muốn làm là để so sánh cho mọi người thấy được cái con Joyce Max đó so với con này như thế nào, chứ không phải là muốn là đưa lo tàu hơn Trung Quốc hay lo Mỹ gì đâu. Kiểu ở đây là hiện tại mình đang làm ở mức độ so sánh cho các bạn cùng nhau để đánh giá. Thì hôm nay mình đang làm con JBL Authentic 200 ngò Mỹ. Thì các bạn thấy được con Joyce Max và Authentic. Về phân khúc giá mình không nói ha, nhưng mà những cái thiết kế có sự nghiên cứu, mình muốn đưa ra được cái dẫn chứng tại sao ngò Mỹ nó mắc và tại sao ngò Tàu nó rẻ, và đưa ra được như vậy mình phải thuyết phục người ta. Thì lo Mỹ người ta có sự nghiên cứu, có thiết kế trao chuốt về ngoại hình, về mọi thứ, củ loa, về màn cộng hưởng, về chất lượng âm thanh, chứ không đơn thuần là cái củ loa này tao làm được như thế nào, tao làm được như thế này, nhưng cái tâm hồn, cái mặt bên trong, cái membo bên trong nó làm được hay không là một chuyện, và cái app của con này nó rất là nhiều thứ nha các bạn. Thì cái mẫu Authentic 200 series này thì hiện tại đang dùng app JBL One mới nhất, chung với lại Boombox 3 Wi-Fi, chạc 5 Wi-Fi và những cái mẫu nào có Wi-Fi của nhà JBL hiện nay. Cái mẫu Authentic 200 này mình cũng không nói nhiều quá, tại vì rất là nhiều video họ làm về so sánh rồi. Cái mẫu Authentic 200 này hiện tại mình thấy về chất lượng âm thanh so ra phân khúc dưới 7 triệu mình đang bán 6990. Thì so với Aura 4 thì dành cho những anh em nào không thích bass nhiều của Hartmann, thích có nhiều công nghệ, thích có FL2 thì con này sự lựa chọn dưới 7 triệu khá là ok. Vì tầm giá dưới 7 triệu hiện tại là lo có wifi thì cũng khá là ít. Ví dụ như con Bohem 300, Bohem 500 các bạn mua mới đi nữa cũng khoảng rơi vào 7 triệu mấy, 8 triệu. Còn đánh giá phân khúc mà lo mà có wifi dưới 7 triệu thì thật sự Authentic 200 với sự lựa chọn khá là ok và an toàn, hàng chính hãng bảo hành 1 năm luôn, chỉ được bát chép. Ngoài ra thì em này có cả Google. Về sau tương lai 3-4 năm nữa thì nhà các bạn sẽ thông minh vô nhà, alo Google mở nhạc cho tao, alo Google như thằng cái kia, nó rất là thông minh, rất là hiện đại và tiện lợi, dành cho giới trẻ khá là nhiều ha. Về sau và tương lai con này cũng khá là ổn đấy. Mình có test âm thanh cho các bạn xem ở đoạn đầu hai bài thì có thấy được là về âm thanh thì con này gần như là bass nó sẽ ok mạnh. JBL hồi đó giờ các bạn biết rồi, bass nó sẽ hơi có dư giả ở phía đuôi ở nữa trước. Còn về mid track thì nó không phải là tối nha, thật sự JBL
3-4 năm nay họ làm cải tiến rất là nhiều hơn. Ok các bạn, thì tiếp tục hồi nãy mình đánh giá thì hiện tại là cái bài hồi nãy mình mới vừa mở cho các bạn xem thấy thì con Authentic khá là to, thật sự khá là to. Nếu mà các bạn cần một chiếc loa mà bass nó cũng lực, cũng chắc, cũng khỏe thì con này cũng không ngoại lệ. Còn bạn nào mà cần một chiếc loa mà kiểu như giống B&O hoặc là giống kiểu Marshall thì không thể nha. Thì do là con này cấu trúc của nó là cái màn cộng hưởng khá là to nên là cái bass nó đánh ra sẽ cũng gọi là ấm, cũng sẽ gọi là chất, cũng sẽ gọi là, nói chung là theo mình đánh giá thì con này sẽ hài hòa về mọi thứ, nhưng mà nó sẽ khuynh hướng về cái bass nó đánh mạnh về lực hơn. Nên là anh em nào mà hơi một trẻ trẻ tí xíu á thì mình sẽ khoái con này đó. Còn thích cái kiểu retro thì cũng phải lực con này luôn cũng được đó. Thì giá con này hiện tại cũng thấy khá là mềm, chỉ có 6.990.000, còn giá niêm yết hình như tới 80+ lần. Bên mình đang deal với mức giá và nói là không thể nào mà rẻ hơn được đó. Thì giá này là hàng chính hãng Phúc Diên, mỗi hàng 1 năm luôn nha cả nhà. Và chiếc loa này thì bên mình hiện tại đang bán hàng mới 100% nguyên siêu, không có hàng cũ lướt nha. Hàng cũ lướt khi nào thu đổi của khách thì mới có. Rồi, thì cảm ơn đã xem video, nếu thấy hay hãy like, subscribe giúp mình nha.